Xin chào các bạn, mình đang có trong tay là chiếc Xiaomi Redmi Note 9S, một cái sản phẩm rất là mới của Xiaomi. Đây là cái vỏ bề ngoài của Xiaomi các bạn. Nhìn cái vỏ thì chúng ta sẽ thấy được cái cấu trúc của cái máy ha. Rồi, thì mở hộp nha. Đây, sản phẩm chính. Phụ kiện thì chúng ta ở đây sẽ có một cái cốc sạc, một dây sạc với jack sạc là Type-C. Kèm theo đó là chúng ta sẽ có ở đây cái đấy SIM và một cái uplink ha. Rồi, đi vào sản phẩm chính của chúng ta. Chính chúng ta ha, mình đang có người ta là chiếc máy này, chiếc máy màu xám mà. Thì chiếc Xiaomi Redmi Note 9S này đang được bán độc quyền tại Thế Động, mà các bạn mua các hệ thống bên ngoài thì cũng có nha. Này nó độc quyền Thế Động. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có một seal, seal của máy thì mình tiến hành bóc seal. Wow, siêu thành công máy. Rồi, điều đầu tiên, đặc biệt là điều đầu tiên thì chúng ta cảm nhận đây là máy thiết kế khá là bóng bẩy, nên chúng ta sẽ không tránh khỏi là bám vân tay vào mồ hôi của bạn ha. Và đập vào mắt chúng ta đây là camera, 4 camera cũng khá là lòi. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có chiếc Xiaomi Redmi Note 9S với cái độ phân giải màn hình là Full HD LED các bạn, 6,67 inch, IPS LCD ha. Chiếc này thì nó cũng sẽ chạy Android 10. Camera thì chúng ta sẽ có cộng 4 camera, 4 camera phía sau được gom vô một khoảng một hình vuông các bạn. Camera chính lên đến 48 megapixel ha. Một camera phụ 8 megapixel và hai camera phụ mỗi camera là 5 megapixel. Ở đây thì là đèn LED các bạn ha. Rồi, chiếc Xiaomi Redmi Note 9S này thì nó chạy trên MIUI 11 ha. Và nó đang sử dụng Android 10. Android 10. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái camera đục lỗ phía trước nút ruồi á, camera đục lỗ ha. Với độ phân giải là 16 megapixel. Rồi, để mình đang thiết lập bên trong máy. Thì chiếc Xiaomi Redmi Note 9S này nó chạy với con chip là Qualcomm 720G8 nha các bạn. Qualcomm hoài không được với ta. À, mình chưa đồng ý. Qualcomm 730. Hiện tại RAM thì RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB, hỗ trợ thể thế nhớ ngoài lên đến là 256GB các bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái cổng sạc là Type-C, một cái jack 3.5 để cắm tai nghe và loa. Bên hông thì chúng ta sẽ có một cái cảm biến vân tay bên cạnh viền màn hình ha. Đa số hãng bây giờ nó sẽ trở lại với cái cảm biến vân tay này. Và ở đây bên hông bên kế bên cái cảm biến vân tay thì chúng ta sẽ có tăng giảm âm lượng bên đây ha. Cái chiếc Realme Note 9S này còn có một cái tên gọi khác, đó là chiếc xin lỗi, là Redmi Note 9S này thì có tên gọi khác, đó là Redmi Note 9 Pro ha. Kìa thì chiếc Redmi Note 9 Pro nó ra mắt tại Ấn Độ các bạn. Thì nhưng mà qua bên Việt Nam mình thì nó có tên là Note 9S. Nó lập khá là lâu.
À, khi mình thiết lập thì nó sẽ có những cái giao diện máy ha, về cổ điển, à, những cái dàn rạc rạng rỡ game thủ cánh hoa đó. À, nói chung thì chiếc Xiaomi Redmi Note 9S này có thiết kế mặt lưng khá là đẹp, khá là 47, nhưng mà dễ bám vân tay và mồ hôi ha. À, cộng 4 camera thì được thiết kế cũng nhìn nói chung là khá là nét mà hơi bị lỗi các bạn, hơi lỗi ha. Rồi về màn hình, tổng thể về màn hình có màn hình full full view với cái camera nốt ruồi ha. Rồi hiện tại cái con Xiaomi Note 9S này đang được bán với giá là 5 triệu 990 ngàn tại Thế Giới Động các bạn. Và khi mà các bạn mua trong thời gian là từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 9 tháng 4 là các bạn sẽ được tặng cái gói bảo hiểm rơi vỡ màn hình 6 tháng ha. Khá hấp dẫn. Rồi thì sau thời gian thiết lập thì chúng ta sẽ có màn hình của Xiaomi Redmi Note 9S ha. Giao diện thì nó cũng không khác gì mấy với cái chiếc Xiaomi trước đó của hãng. Hiện tại con này thì nó có hỗ trợ sạc nhanh nha các bạn. Viên pin lên đến 5.000 mAh và có sạc nhanh nha. Rồi thì mình vừa giới thiệu cho các bạn sơ lược về chiếc Xiaomi Redmi Note 9S. Bạn có thắc mắc gì cứ để lại comment nha. Bye bye.